du khách hào hứng với nhiều hoạt động vui chơi mới lạ tại Cần Thơ. Lễ 2/9 năm nay có lịch nghỉ 4 ngày, từ 1-4-9, đủ thời gian để mọi người vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng không khí những ngày lễ tại Cần Thơ vẫn nhộn nhịp với nhiều hoạt động mới và thú vị, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Huyện Phong Điền, Cần Thơ luôn là địa điểm thu hút khách du lịch bởi cảnh sắc miệt vườn cùng những món ăn dân dã. Từ ngày 1-4-9, tại làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền diễn ra không gian ẩm thực chợ quê với sự tham gia của nhiều nghệ nhân làm bánh nổi tiếng của Cần Thơ. Tại đây, du khách thỏa sức thưởng thức các loại bánh truyền thống của đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Du khách trải nghiệm và tìm hiểu nuôi cá lồng bè tại tour du lịch Cồn Sơn. Bên cạnh chợ quê, du khách còn được trải nghiệm làng nghề truyền thống với lò kẹo dừa, lò hủ tiếu. Ngoài ra, một số điểm mới tại làng du lịch Mỹ Khánh vừa mới đi vào hoạt động là khu vườn cổ tích và khu tinh chế yến sào cũng góp phần tạo thêm sự đa trải nghiệm cho du khách. Nổi tiếng với những trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm cuộc sống miệt vườn, làng du lịch sinh thái Ông Đề, huyện Phong Điền dịp lễ này cũng thu hút du khách. Khi lần đầu tiên đưa vào chương trình tham quan vườn dâu Hạ Châu, song song đó là chương trình team bowling vốn được các bạn trẻ yêu thích đã bổ sung nhiều trò chơi mới như ăn bánh treo dây, đua thau, khi ăn bánh dân gian có nhận quà. Theo ban quản lý làng du lịch sinh thái Ông Đề, ước tính trung bình mỗi ngày đón gần 1.000 lượt khách. Chợ nổi Cái Răng những ngày lễ cũng nhộn nhịp hơn, đặc biệt với sự trở lại của nhiều du khách quốc tế. Trong đó, các tuyến đường sông kết nối từ chợ nổi đến các vườn trái cây. Làng nghề rất được ưa chuộng, như cơ sở hủ tiếu Sáu Hoài, lò kẹo dừa, cốm nổ Nhà Bé. Bên cạnh tham quan các điểm du lịch, trong ngày 2 tháng 9, du khách và người dân đã hòa mình vào giải đua mô tô thể thao toàn quốc năm 2023, vòng đua tại thành phố Cần Thơ. Dù trời mưa liên tục nhưng dòng người đổ về sân vận động xem cuộc tranh tài của 56 tay đua đến từ các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ vẫn đông như mọi năm. Không khí trên khán đài luôn rực lửa bởi những tiếng reo hò trước màn biểu diễn điêu luyện của các vận động viên tại đường đua. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng sân vận động Cần Thơ vào chiều ngày 2 tháng 9 rất đông người dân và du khách đến xem giải đua mô tô thể thao toàn quốc năm 2023. Khu vực cầu đi bộ Bến Ninh Kiều, du thuyền trên sông cũng là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ. Dịp này, Cần Thơ còn thu hút khách khi ra mắt khu phố ẩm thực Hồ Sáng Thổi tại tuyến đường Đề Thám, Huỳnh Cương và khu vực Hồ Sáng Thổi. Thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh tại khu phố ẩm thực được cho phép mở rộng từ 18 giờ đến 6 giờ sáng nhằm giúp du khách có thêm sự lựa chọn khác ngoài chợ đêm tại Bến Ninh Kiều. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.